từ công ty Adam Engineering. Thì bây giờ mình sẽ tới cái phần demo của cái nền tảng InDesign. Hồi nãy mình có cái slide rồi, thì bây giờ nó tới cái InDesign. Thì đây là cái giao diện mà mình khi trong này mình có rất là nhiều các cái trạng thái khác nhau, có real time, có historian, có alarm, có report, có data management, có IoT, có mobile view các kiểu. Thì mobile view thì nó sẽ có cái app ở trên điện thoại đó. Thì ví dụ như ở đây là mình có cái data center của cái tập đoàn của mình nè, trong đó mình có một cái nhà máy xử lý nước, mình có các cái trạm oil gas để cấp khí CNG rồi các kiểu, thì đây là một cái dự án demo thôi. Thì mình có thể add được nhiều cái nhà máy khác ở đây, ví dụ mình có solar, mình có nhà máy thủy điện, mình có các cái nhà máy sản xuất khác. Rồi sau này mình mở rộng thì mình có thể add thêm vô đây đó. Thì đây thì mình đây là mình vô cái phần điều khiển của nhà máy xử lý nước. Đây là cái dashboard của cái giao diện điều khiển của cái nhà máy xử lý nước của mình. Thì ở đây mình có các cái thông tin mà nó đang real time này. Đó, đây là cái trạng thái của cái bộ filter ở trong nhà máy xử lý nước của mình. Đây là các cái bồn nước của mình, nó đang ở cái tình trạng như thế nào, độ đầy của nó là bao nhiêu phần trăm. Đây là các cái bơm, các cái trạng thái hoạt động của bơm nó đang chạy như thế nào, mình có thể nhấp vô đây thì nó sẽ ra các cái biểu đồ. Đó, đây là cái giao diện SCADA để điều khiển giám sát các cái bơm. Đây là mình thấy trạng thái, các cái trạng thái này là real time từ ở dưới nhà máy đưa về đó, thì mình có thể giám sát ở đây này. Đó, đây mình có cái valve, khi mình nhấp vô thì nó sẽ cho ra các cái biểu đồ để mình giám sát chi tiết trong bao nhiêu phút vừa rồi đó. Ví dụ như mình muốn, đây là cái biểu đồ mình hiển thị 15 phút, 5 phút tập một lần đây, thì cái biểu đồ mình nó sẽ bị, nó sẽ giãn ra đó. Rồi chẳng hạn mình chuyển qua 5 giây thì nó sẽ đảo thẳng hơn đó, như vậy. Thì tất cả là mình đều có thể làm được ở trên đây, các cái thiết bị mà mình có thể làm xem ở trên đây. Mình có thể xây cái dữ liệu này ra thành CSV đó, thì mình có thể lưu cái data history này vô trong thư mục nào đó để mình lưu về. Tất cả cái này là đang trên online, trên web base. Đang bơm, trạng thái đang chạy, đang dừng. Van, đây là flow meter hiển thị cái lưu lượng của cái flow meter. Đây là cái biểu đồ 15 phút một lần, mình có thể tùy chỉnh. Đây là các cái mức tầng hồi nãy, cái bảng hồi nãy ban đầu mình coi là nó là cái dashboard để hiển thị trạng thái tổng quát. Thì ở cái trung tâm của mình có thể đưa cái trang này ra một cái màn hình TV chính nào đó, mà cái anh nào phụ trách cái mảng này, anh sẽ follow, anh sẽ nhìn cái này và anh sẽ xem xét, thì nó sẽ dễ hơn. Khi vô chi tiết ấy, thì mình có thể làm overview như thế này đây, thì anh nó theo cái sơ đồ BD công nghệ với nhà máy thì mình sẽ dễ hình dung hơn đó. Đây là cái trạng thái. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái khu vực là hóa chất chẳng hạn đó, thì tất cả cái này đều thể hiện trạng thái các kiểu ở đây đó. Thì tất cả là đều có thể on off ở đây, ví dụ như mình có thể là chế độ tay off van hoặc auto đó, hoặc là mình chuyển chế độ hand thì nó sẽ chạy, nó báo trạng thái ở đây cho mình. Đây mình sẽ coi được biểu đồ của cái tăng này đây. Tăng này nó đang bơm ra cho nên là nước nó đang xuống dần. Rất là nhiều thông số ở đây mình có thể cài đặt, ví dụ mình có thể cài đặt các cái bơm chạy à, đây mình có thể cài đặt các cái bơm cho nó chạy qua ô tô chẳng hạn. Thời gian nó muốn rất là nhanh. Đây là tất cả là đều là online và cho qua ô tô luôn. Auto thì nó sẽ tự động nó chạy theo hệ thống. Đó, rất là dễ. Rồi, mình sẽ qua cái khu vực chi tiết hơn. Đó, đây là tình trạng hoạt động của các cái bộ filter. Đó, nó rất là đơn giản. Đây là một cái demo đơn giản, và ở đây mình có các cái lỗi liên quan, ví dụ như các cái tăng nào mức cao nè,
giá trị là cao rồi, 90 nè. Đó, những cái này thì mình có thể hoàn toàn cài đặt được, và mình có thể ok chấp nhận về những cái lỗi đó hay không, thì nó sẽ ok những cái thứ này. Đây là một cái đơn giản cho cái phần một cái nhà máy xử lý nước. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái phần liên quan tới IoT và MQTT. Thì ở cái tính năng này á, thì là ví dụ như mình đang có bốn cái nhà máy ở các bốn nơi khác nhau. Đang mình thấy một cái map mình thấy dùm mà mình đã tắt bốn cái nhà máy nó vô đây rồi. Ví dụ như nhà máy của cái trụ sở của mình ở một cái tỉnh nào đó mà mình có cái trung tâm điều khiển, mình có các cái nhà máy ở các nơi, thì mình sẽ mắc lên đây và mình muốn coi từng cái nhà máy này cái trạng thái. Giả ví dụ như ở đây nó không phải là một cái flow nữa, mà nó là một cái trang trại về solar. Trong này có rất là nhiều parameter thì mình có thể xem được các trạng thái, ví dụ như xe A, xe B, xe C ở trên này nè. Đó thì mình coi được là ví dụ như là cái tổng cái sản lượng điện sinh ra ở mỗi cái site này nó đang tình trạng như thế nào, các trạng thái hoạt động các kiểu nó đang như thế nào. Đó thì mình vô chi tiết á, ví dụ như mình vô cái trang trại solar farm này chẳng hạn, thì mình có thể coi được, hoặc là cái xử lý nước này mình coi được là lưu lượng tức thời, áp suất thông số của các cái nhà máy nó như thế nào, biểu đồ đó thì nó rất là linh động cho mình, và coi các cái trạng thái này là real time luôn và xuất ra các cái báo cáo để lưu trữ ở trung tâm, không cần phải làm tay nữa, mà mình làm luôn cả form của cái công ty của mình. Rồi mình sẽ về cái trang home, mình coi ở đây mình có cái app ở trên điện thoại, mình có thể xem được, mình có thể coi được các cái trạng thái của thiết bị ở dưới site. Đây là một số cái tính năng để mình hiển thị. Ngoài ra mình có thể nhúng cái map vô, giống như cái sai hồi nãy mà mình vừa làm đó, mình có thể nhúng map vô như thế này. Đó. Rất là trực quan cho cái việc giám sát và điều khiển. Mình muốn vô nhà máy nào thì mình bấm luôn chính xác, không có sợ bị nhầm, rất là dễ. Đó. Rồi một cái rất là quan trọng trong cái hệ thống đó là cái phần liên quan tới history, để mình phân tích cái xu hướng của các thiết bị. Thì ở đây nó sẽ đưa về, ví dụ nãy mình có mấy cái size nhà máy A, B, C, D đó, các tầng đó, thì nó sẽ đưa ra cho mình cái biểu đồ để so sánh nó thời gian thực, để mình có thể xem các phân tích các cái vấn đề liên quan một cách là real time. Đây là dạng chart, biểu đồ đó. Mình có thể xem nó ở dưới dạng là biểu bảng. Đó là thông tin nó cũng như nhau thôi. Rồi, có cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần liên quan tới report. Thì Ignition nó rất là mạnh trong cái vấn đề về report, mình có thể tạo ra các cái report theo cái form mẫu của công ty của mình, để mà sau khi mình chạy xong có kết quả thì mình có thể có cái report luôn và lưu vào database, hoặc là in nó gì đó, mình có thể tạo ra cái bar code kiểu như thế này. Đó đây là một cái dạng report. Cái này thì Adam Engineering sẽ customize theo cái thông tin của khách hàng. Đó, mình có thể đây cái dạng này thì mình thường làm cho các cái trang trại solar farm, hoặc là các nhà máy liên quan tới quản lý năng lượng, rồi quản lý sản xuất hay sao. Thì tất cả là mình đều có thể customize lại đều hết cho khách hàng. Cái này mình chỉ đi tổng quát thôi nên không không cần phải chi tiết, nó không có chi tiết lắm. Ở đây là mình có cái IoT liên quan với MQTT đó. Thì ở nhà máy của mình á, thì một số cái vị trí quan trọng cần điều khiển mà giám sát luôn, ví dụ như là có cái trạng thái của máy, hoặc các cái AMI, hoặc các cái biến tần là quan trọng, hoặc là những cái vị trí nào mà cần phải giám sát thì mình có thể gắn luôn cái camera. Đó thì đây là một cái camera mình có thể điều khiển ở đây, giám sát luôn bằng thực tế là cái camera nó quay, chứ không phải là tín hiệu phản hồi qua thiết bị điều khiển PLC nữa, mà lúc này mình sẽ cắm cho nó một cái camera IP. Đó, giờ mình điều khiển cái đèn vàng thôi,
ngay lập tức sáng tắt đi, màu xanh tắt. Nó rất là nhanh, cái thời gian nó bước nó rất là nhanh. Đó là những cái đơn giản nhất mà để mình thấy được rằng là cái hệ thống này nó đáp ứng như thế nào. Các cái tính năng của nó thì còn tùy vào cái tính chất của nhà máy điều khiển hoặc là cái ứng dụng tới đâu thì mình sẽ customize cái giao diện các cái hệ thống theo cái nhu cầu của khách hàng đó. Ví dụ như một cái nữa là mình sẽ có cái phần liên quan, ví dụ như mình có nhiều nhà máy ở đây nè, nhiều nhà máy hoặc là trong một cái nhà máy mình có nhiều cái máy nè, nhiều cái máy đang chạy nè đó, thì mình có thể customize ra là nó có cái thông số tổng của các cái máy đó để mình coi đó, để mình coi. Thì ở đây mình có thể coi được mình coi được máy, mình coi được camera của cái máy luôn. Đó, thì ở đây ví dụ như mình có thể coi được cái trạng thái của cái màn hình của cái máy của mình luôn trực tiếp, và thậm chí là mình cũng có thể điều khiển được cái, mình cài đặt các cái thông số trong cái màn hình HMI này luôn nếu như mà mình muốn đó. Thì mình có thể truy cập vô cái giao diện cái xin lỗi các anh em, là các anh chị, là cái camera này hiện giờ nó không có đáp ứng, không có phản hồi. Ok, đó là câu review khác rồi, xin cảm ơn các anh em.